Loạt khoảnh khắc chứng tỏ Á hậu Thủy Tiên đích thị là thánh hài, vẻ xinh đẹp đầm thắm chỉ đánh lừa. Câu rồi, phải làm sao, tôi thấy vậy có được không? Phải làm sao. Mình cũng phải nghĩ một cái tên nếu mình được đi tham gia Vietnam Idol. À, để là một cái tên khác à? Quay thao, một cái tên đổi đúng không? Tim nóng bảo hiểm chẳng hạn. Làm biết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn thiệt tình á. Giành về ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, người đẹp Thủy Tiên được đông đảo fan sắc đẹp dành sự yêu mến đặc biệt. Theo đó, ai nấy đều khen ngợi vẻ đẹp, sự thông minh và tính cách thân thiện của nàng hậu này. Đặc biệt, càng theo dõi hành trình sau đăng quang của Thủy Tiên, người hâm mộ càng nhận ra nhiều điểm thú vị. Theo đó, Thủy Tiên được nhận xét là một trong những mảnh ghép hài hước và lầy lội nhất nhì top 3 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Ở phía sau hậu trường các hoạt động, nàng hậu luôn thoải mái tạo niềm vui tiếng cười cho mọi người bằng những hành động và biểu cảm hài hước lầy lội. Trước đó, nếu chỉ xem qua những hình ảnh trong khuôn khổ cuộc thi nhan sắc mà Thủy Tiên đã tham gia, người hâm mộ chắc chắn đều sẽ cho rằng người đẹp quê Đồng Tháp là một cô gái hướng nội, cực kỳ nghiêm túc và đoan trang, khó lòng bộc lộ những khoảnh khắc lầy lội hài hước. Nhưng thực tế đã và đang cho thấy những điều ngược lại. Phải nói rằng Thủy Tiên là một nàng hậu cực kỳ dí dỏm và hài hước, cô không ngại sống thật với cảm xúc của chính mình thay vì khép nép cố giữ hình tượng, và cũng chính điều này đã giúp người đẹp thành công ghi điểm trong mắt đông đảo fan sắc đẹp. Ai nấy đều cho rằng sự thoải mái và vui vẻ của Thủy Tiên tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực. Song không chỉ cô hài hước và thân thiện, mà ngay cả Ngọc Châu và Thảo Nhi Lê cũng như vậy. Bằng chứng là mỗi khi top 3 xuất hiện cùng nhau, họ luôn tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ dí dỏm để mang đến niềm vui tiếng cười cho khán giả hâm mộ. Đến độ nhiều fan sắc đẹp đều cho rằng top 3 sinh ra không phải để làm hoa hậu mà là diễn viên hài. Người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng khi giành ngôi Á hậu 2 Miss Universe Việt Nam 2022. Hậu đăng quang, mỹ nhân 9X bất ngờ vướng vào ồn ào khi nhiều fan sắc đẹp cho rằng cô bị công ty chủ quản đối xử bất công. Tuy nhiên, người hâm mộ đều nhận thấy nàng hậu mới được ekip chăm chút kỹ, đầu tư về váy áo hơn hẳn sau đồng đoán này. Có thể thấy sau vướng ồn ào bị đối xử bất công, Thủy Tiên được ekip chăm chút kỹ hơn khi xuất hiện trước công chúng. Trước đó, các diễn đàn sắc đẹp rồi thông tin Á hậu 2 không được ưu ái bằng hai nàng hậu còn lại. Cụ thể, trong buổi tiệc sau đăng quang, mỹ nhân sinh năm 1998 không được xếp ngồi cùng tân hoa hậu Á hậu 1. Thay vào đó, cô được ekip chuẩn bị một chỗ riêng gần với hoa hậu Khánh Vân. Ngoài ra, trong buổi họp báo sau đăng quang, fan cũng soi ra nhiều bằng chứng cho thấy công ty chủ quản thiên vị tân hoa hậu Á hậu 1 hơn. Theo đó, Á hậu 2 bất ngờ bị sắp xếp vị trí tách biệt với hai nàng hậu Ngọc Châu và Thảo Nhi. Điều này khiến fan sắc đẹp bày tỏ thái độ không hài lòng, gác lại thời gian tự ti về ngoại hình và sự ám ảnh vì miệt thị. Thủy Tiên nổi bật và chiếm hào quang khi trở về hình thể săn chắc quyến rũ. Trải qua nhiều thử thách tại cuộc thi, người đẹp cho thấy sự trưởng thành từng ngày và khả năng học hỏi nhanh chóng. Rõ ràng với sự kiên trì cùng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cô nàng là bông hoa độc nhất vô nhị với câu chuyện giảm cân thương hiệu. Trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Chia sẻ về chiến thắng của mình, người đẹp gốc Đồng Tháp cho biết: "Thật ra danh hiệu Á hậu 2 không phải là một điều tiếc nuối, mà là một thành công của em. Kể từ khi em đặt bút ghi danh tại Hoa hậu Hoàng vũ, thì đây là một khởi đầu để em có thể truyền cảm hứng đến những cô gái. Về tiền thưởng, em sẽ dùng hết số tiền thưởng cho việc từ thiện và chắc chắn sắp tới mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn em sử dụng nó như thế nào." Các người đẹp của top 3 Hoa hậu từng cùng nhau tham gia chuỗi hoạt động sau đăng quang. Dù lịch trình dày đặc nhưng cả ba vẫn giữ được năng lượng vui vẻ tích cực, không hổ danh những chiến binh nhan sắc 5.000 máu của đấu trường Hoàng Vũ. Các fan đều hy vọng rằng top 3 sẽ giữ vững phong độ và hoàn thành tốt hành trình đương nhiệm của mình trong thời gian tới. Một lần nữa phải công nhận rằng top 3 Hoa hậu 2022 xứng đáng với ngôi vị nhan sắc mà họ nhận được. Từ nhan sắc trí tuệ đến tính cách, điểm nào của họ cũng khiến fan sắc đẹp cảm thấy yêu thích. Xem đi rồi biết.